Sáng nay ngày 21 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Mậu Tuất, Ban giám hiệu trường Cao Trung Phật học tỉnh Tiền Giang đã tổ chức kỳ thi học kỳ 2, kết thúc năm học thứ nhất lớp cao đẳng Phật học khóa 1. Lớp cao đẳng Phật học khóa 1 tại tỉnh Tiền Giang hiện đang có 56 tăng ni đang theo học. Tại kỳ thi này, các tăng ni sinh viên phải thi 7 môn, gồm Thiền học Đại Cương, Kinh Trường A Hàm, Kinh Pháp Hoa, Phật học ứng dụng, tâm lý học, lịch sử Việt Nam và Hán văn. Bước vào ngày thi thứ nhất, Đại đức Thích Giác Thọ, Phó Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thừa chỉ dạy của Chư Tôn Đức Hội đồng điều hành học viện, đã trao đổi với các tăng ni sinh viên về thể lệ thi, những điều kiện mà phía học viện bắt buộc đối với tăng ni sinh viên đang theo học cao đẳng liên thông cần phải thực hiện. Đại đức cũng là người được hội đồng điều hành học viện cử giám sát trong kỳ thi này. Học thì sẽ xử lý theo trường hợp đấy. Và chúng tôi hy vọng rằng là điều này sẽ không xảy ra và tin tưởng được việc làm bài nghiêm túc. Đề thi được Chư Tôn Đức Giáo Thọ Bộ Môn ra đề và gửi về văn phòng học viện xét duyệt, niêm yết. Sau khi ổn định phòng thi, Đại đức Thích Giác Thọ đã trao lại đề thi cho ban giám thị, phát đề thi đến tăng ni sinh viên. Thi xong, các tăng ni sinh viên được nghỉ học và bắt đầu cho mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2562. Sau khi ra hạ mới học tiếp năm thứ hai. Xin chúc cho các tăng ni sinh viên có một kỳ thi tốt đẹp.